Hello các bạn. Bữa nay sẽ đến đánh bóng mấy con dao inox nha các bạn. Đánh bóng cho nó bóng sáng lên luôn. Thì để mà đánh bóng dao inox thì bước đầu tiên phải dùng giấy nhám các bạn. Ở đây mình có 3 loại nè. Cái loại thứ nhất là 200. 200. Tức là cái độ nhám nó tương đương cái mặt nhám của cái viên đá mài chợ. Cái loại thứ hai, đây mình có loại 320, tức là nó tương đương với cái mặt mịn của viên đá mài ngoài chợ ha. Và một cái loại này rất quan trọng là loại 1500, nó gần đạt cái mức độ của đá bùn rồi. Và cái này là quan trọng nhất. Và cái này nó sẽ giúp cái mặt bề mặt inox sẽ rất mịn, bề mặt inox hoặc dao sẽ rất mịn. Rồi trước khi mình đánh đánh bóng lại, dùng dùng bánh nỉ và lơ đánh bóng chuyên dụng để đánh bóng inox. Rồi, bắt đầu vô các bạn. Đây trước hết mình dùng do mấy cái dao này nó không có bị rỉ sét, cho nên trước hết thì mình dùng cái giấy nhám 320 được rồi, tức là giấy nhám mặt mịn á, cái mặt mịn của giấy nhám á, đó, mình dùng cái này mình đánh được rồi. Đầu nghe các bạn. Mượn cái này để tì cái mặt dao, tì cái mặt dao này cho nó chắc. Đó, đối với chuyên dụng ấy, thì người ta có cái máy nhắm băng, nhám băng và chạy bằng cái độ dưới nhám rất là mịn, chạy luôn 500-700 ngàn á, mịn. Còn này mình làm thủ công, đã làm tay không cho nên là phải dùng dưới nhám cánh tay. Đó, sau khi đánh nhám giấy này, giấy nhám 320 tức là nhám mịn nè các bạn. Đó, thì sau khi mình đánh nhám mịn rồi là mình đánh lên tới 1500 ha, cho nó thiệt mịn luôn, nó xóa hết mấy cái vết cái chày xước sâu của inox. Đó, sau đó thì mình dùng cái nỉ nỉ đánh bóng với cái lơ chuyên dụng để mình đóng mà đánh bóng vô con dao nó thật là sáng. Khó chịu. Con này tạm thời là vậy đi. Rồi, tiếp theo là nhám 1500 nha các bạn. 1500 này.
500 là nhám rất mịn. Bạn thấy không? 1.500 đánh xong là thấy muốn muốn bóng luôn, muốn sáng luôn á. Cho nên nói chung là cái gì cũng vậy, làm đúng á là nó đạt yêu cầu ngay, còn không á thì cứ loay hoay làm nó không đạt, nó không đúng cái ý của mình. Nè, các bạn thấy miếng dê nhám 1.000 rất là nhỏ thôi. Đánh sáng bóng luôn, gần như xuất xưởng luôn. Giờ cái này chà bóng lại dụng cụ là bánh nỉ chuyên dụng nữa ha, cộng với cái lơ chuyên dụng của nó nữa. Video hôm nay chủ yếu nói tới cách làm, đề cập tới cách làm, tức là sử dụng cái giấy nhám cỡ nào thì nó sẽ bóng, sẽ sáng. Cỡ nào thì xử lý được cái giai đoạn ban đầu. Cách làm thôi nghe các bạn. Nếu các bạn có cái gì hay hơn, kỹ thuật nào hay hơn nữa, làm inox nó bóng nhanh hơn nữa mà không qua cái công đoạn giấy nhám chẳng hạn, ví dụ vậy, để các bạn giới thiệu thêm. Đó. Đó, còn cái cách mà mình tìm tòi ra mình xử lý là nó vậy á. Đối với ví dụ như con dao này mình chỉ xài hai loại giấy nhám thôi, 320 với ngàn ngàn rưỡi thôi. Ổn hết các bạn. Đây, dây 1.500 đây. Lát mình xử lý thêm bằng cái bánh đĩa xem như thế nào nha. Để bắt đầu nha các bạn. Đây, lơ chuyên dụng để đánh bóng inox. Còn đây là bánh nỉ, bánh nỉ đánh bóng inox. Có thể dùng bánh nỉ, bánh vải để đánh bóng inox. Ở đây mình dùng bánh nỉ trắng nha, nó có loại bánh nỉ đỏ nữa. Lưu ý các bạn, nếu các bạn mà có cái máy mài mà điều chỉnh được tốc độ chậm thôi đó thì nên dùng. Còn nếu máy mài một tốc độ mà nó chạy quá nhanh á là cũng không ổn lắm nha các bạn. Đánh trên con dao là nó bị sọc, bị sứa, nó bị này kia, nó không có đều và rất là khó xử lý, nó bị chày, bị này kia, mấy cái vết chày vết xước rất là khó chịu. Cho nên tốt nhất là ví dụ như ở đây là mình dùng cái máy mài, máy máy khoan, chuyển qua thành máy máy đánh bóng này đây. À, thì tốc độ chạy chậm chậm vậy nó sẽ rất là ổn, dao đánh từ từ nó sẽ rất là bóng nha.
thì cái nỉ này nè nó sẽ rất là khó bóng, bị lần đầu nó trắng bóc, nó khô ra rồi nó không có bám dính gì hết trơn, cho nên nó sẽ hơi khó bóng. Nhưng đánh một vài lần cái nỉ này nó nhuần rồi đó, nó ăn lơ rồi, ăn sáp rồi thì đánh nó sẽ rất là tốt, đánh nó sẽ bóng hơn. Còn mấy cái bánh nỉ mới mua về mới gắn vô thì hơi chịu khó chút xíu ha, bánh nó cũng hơi khó khăn á. Rồi đôi khi vậy, vì vậy đánh hoài không thấy bóng, các bạn nản. Thì cái này sẵn đây mình nói luôn ha, đánh cái bánh nỉ, nó bánh nỉ kể cả bánh vải đúng vậy đó, nó xài lâu á thì đánh bóng nó nhanh hơn, nó nhuyễn hơn. Còn mới mua về mới gắn vô thì đánh nó cũng hơi khó khăn đó, báo trước vậy để các bạn có làm theo thì đừng có nản ha. Cái mặt này các bạn, mặt này mới bóng của dây nham đó, là nó bóng như vậy đó, không điểm. Chỉ đặt nửa mét bên đây thôi, chứ không phải nguyên cả mét, không phải ấp sát vô mà chỉ là nửa mét bên đây thôi. Tại sao mình đặt nửa mét bên đây? Tại vì nó quay từ cái trục, nó quay từ cái dưới quay lên, cho nên mình đánh bóng từ trên cái lưng dao xuống cái mép dao. Còn nếu mình để con dao vậy nè là nguy hiểm lắm, nó đánh vô cái lưỡi dao đó, thì không hư cái này cũng hư cái kia, nó không hư cái bên đây thì nó không hư lưỡi dao. Cho nên đối với cái con dao đặt này là mình đánh mép bên này à, để cho cái máy nó chạy từ lưng dao xuống. Nhưng mà khi mà đánh bên này, cái bên này thì mình lại đặt nửa dao bên này, tại vì lúc này cái nửa bên này nó đánh từ trên xuống này, tức là cũng sẽ đánh lưng dao xuống mũi dao đó, cho nên có lúc mình đặt bên này nghiêng bên này, có lúc mình đặt nghiêng bên này, là nó có cái lý do, nó không phải cứ đặt vô, nó rất nguy hiểm đó. Còn khúc sau này rồi, nếu chịu khó đánh chút xíu nữa thì nó sẽ rất là bóng các bạn. Nhưng mình chắc mình giới thiệu cái đánh bóng dao này tới đây thôi ha. Tiết kiệm thời gian cho các bạn. Nó sẽ rất là bóng, rất là sáng luôn. Hoàn hảo rồi. Giờ sẵn đây chắc ngoài lại con dao chút nha các bạn. Để nó hết bén rồi. Lại bên mặt phải trước ha, kiểm tra ba giới bên này, thấy nó lên đều á thì chuyển lên rất nhanh các bạn, dưới này lên hết rồi, còn trên này chút xíu chưa lên thôi, lên rất nhanh, đá này lên nhanh lắm. Rồi, xong, đảo mặt. Mài khử ba dớ mép trên.
Đó, kỹ năng quan trọng nhất là kỹ năng trong mày dao là kỹ năng kiểm tra biên giới nha các bạn. Các bạn kiểm tra chính xác, xử lý chính xác, dao sẽ rất bén mà rất nhanh. Mài vài cái là thấy tới rồi. Còn nếu không biết xử lý bây giờ cứ cắm đầu cắm cổ mài không biết điểm dừng. Mà nó cũng bén nữa, chứ đâu phải cứ mài nhiều là nó bén đâu. Rồi tới cái mài mặt trái này thì thấy bây giờ mà nó lên nhuyễn nhuyễn nhẹ nhẹ bên đây là ngưng nha. Đó, cho nên vừa mài vừa kiểm tra. Mấy cái à? Không lên đủ nữa các bạn. Đấy, lên đủ rồi. Lên ngược lại trên mặt phải lại rồi. Liếc nhẹ cái đi. Cho đảm bảo cái ba dớ nó rụng bớt đi rồi mình chuyển qua mài đá bùn. Chuyển qua mài đá bùn các bạn. Đá bùn cũng mài mặt phải trước nha. À, tuyệt kỹ mài dao thì mình đã chỉ trong 5 cái tập mài dao của kênh Mèo Hay rồi. À, tuy nhiên hôm nay làm bén, làm bóng, đánh bóng dao inox thì mình nói lại. Cái bước này là bước thứ hai gọi là mài bén này. Bước vừa rồi là gọi là cái bước giữ bén rồi. Tại sao gọi là mài bén? Tại vì lúc này á, là mình sẽ khử lý hết, xử hết các cái ba dớ trên lớp dao, làm bóng sáng con dao lên, và vì thế con dao nó sẽ rất là bén ngót luôn. À, và cái đá này đá bùn có độ grit khoảng 4.000 5.000. Đó, mài bên mặt phải, lúc nào thấy ba dớ thiệt là mịn nó lên ở mặt trái nè, tức là đủ. Đó. Đây, cái này là viên đá bùn tự nhiên Việt Nam đây. Còn nếu các bạn có đá Nhật, đá xịn thì cái mức này á, các bạn lôi cái viên đá 3.000 tới 5.000 ra mài. Đó. Còn này là viên đá bùn tự nhiên Việt Nam nha. À, mục đích của mài đá bùn là làm cái mép dao sáng bóng lên. Đó, sáng bóng. Bóng như mép trên của inox luôn nè. Đó. Rồi. Xong mài bên mặt phải rồi, bây giờ nó lên nhuyễn 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 nhẹ nhẹ bên mặt trái. Thì bắt đầu mình mài mặt trái, khử cho hết lớp bây giờ đây. Sạch rồi. Bây giờ lên ngược nhuyễn nhuyễn ở bên này rồi. Đó. Sau hai cái bước đó, tới cái bước tiếp theo là mình liếc rất nhẹ nha. Liếc dao rất nhẹ. Để đảm bảo nó không còn cái miếng ba dớ nào hết trơn á. Tại vì nói vậy á, chứ mình mài trên bất kể loại đá nào thì ba dớ nó vẫn xuất hiện. Chỉ có điều là nhiều hay ít, mịn hay to thôi. À, còn trên đá mài bùn này thì nó lên rất là mịn.
Rồi, bước cuối cùng. Cái bước này mình gọi là bước mài siêu bén. Đó. Dùng gạch lót nền nhà, gạch ốp tường, ha, đá granite hoặc là miếng da bò có lơ bôi lên thì con dao cũng sẽ cực kỳ sắc bén. Còn đây là vật dụng đơn giản. Mục đích của mình là muốn tận dụng các cái vật dụng đơn giản để sử dụng. Chứ còn mà con dao này mà bây giờ mà lấy cái miếng da bò ha, với đánh miếng lơ lên, mình có sẵn kìa, đó, thì nó sẽ rất là sắc bén. Cái này mình tận dụng là những cái vật dụng gần gũi thông dụng để áp dụng vô cái việc mài dao, cho nên mới dùng cái miếng này. Được nha các bạn, xuất sắc nha. Bạn thấy không, mài đúng kỹ thuật, chỉ mài vài đường thôi, dao bén kinh hoàng. Tuyệt vời. Rồi, rồi video hôm nay đến đây xin phép kết thúc nghe các bạn. Nói chung hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn các cái bước đó để mà đánh bóng một con dao inox, sử dụng các cái loại giấy nhám từ 200, có độ mịn 200, 320 và đặc biệt là cái giấy nhám 1500, đó là để là đánh bóng con inox. Và sau đó thì mình nhắc lại các cái bước mài con dao sao cho nó bén, đó, mài qua đá mịn của viên đá chợ nè, có độ nhám khoảng 400 brick, sau đó thì mài lại bằng đá bùn có cái độ nhám khoảng 5.000 brick, rồi cuối cùng là mài lại bằng cái miếng đá miếng gạch lót nền nhà hoặc là gạch ốp tường, đó, để khử bơ vớ cho nó, gọi là cái giai đoạn mài siêu bén. Và sau đó thì con dao đó như các bạn thấy cực kỳ sắc bén, bén vô cùng. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay, xin hãy like, đăng ký giúp cho kênh Mèo Hay ngày càng phát triển nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào, tạm biệt. Hẹn lại, gặp lại trong video lần sau. Bye bye.